Sáng ngày 3 tháng 4 năm 2014, đoàn kiểm tra liên ngành huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh gồm trạm thú y Bình Chánh, quản lý thị trường Bình Chánh, trạm kiểm dịch động vật An Lạc phối hợp với đội cảnh sát giao thông An Lạc đã kiểm tra các phương tiện chở các sản phẩm động vật trên tuyến quốc lộ 1A và phát hiện hàng tấn thịt bẩn. Trong buổi sáng, đoàn kiểm tra liên ngành đã phát hiện nhiều xe khách chất lượng cao, xe thô sơ, xe gắn máy chở thịt bẩn. Đa số các xe chở thịt heo, phụ phẩm heo và gà vịt làm sẵn, không có giấy chứng nhận kiểm dịch, không rõ nguồn gốc xuất xứ, phương tiện vận chuyển không đảm bảo. Trong đó, đáng nói nhất là khi phát hiện chiếc xe ba gác của ông Lê Quốc Ngân, 48 tuổi, quê ở tỉnh Long An, chở 642 kg thịt heo, phụ phẩm heo bốc mùi hôi thối và không có bất cứ loại giấy tờ nào. Ông Ngân cho biết chở hàng từ tỉnh Long An về thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ. Ông Nguyễn Hồng Triệu, Phó trưởng trạm thú y huyện Bình Chánh, trưởng đoàn kiểm tra cho biết, các chủ hàng chở thịt bẩn rất tinh vi, họ thường xuyên xé lẻ hàng ra, rồi dùng các phương tiện như xe máy, xe ba gác hoặc xe tải nhẹ được che đậy kín đáo nhằm qua mặt lực lượng chức năng. Chỉ trong 3 tiếng đồng hồ sáng ngày 3 tháng 4, lực lượng chức năng đã bắt giữ khoảng 1 tấn thịt bẩn và sẽ tiêu hủy toàn bộ số hàng này.